Ta ngồi ở ngôi cao, nhưng ngày đêm lo cho trăm họ, mong muốn làm cho dân giàu, nước mạnh, dân chúng không phải chịu cảnh lầm than. Ta lấy việc thương dân, yêu quân làm trọng, kính người hiền, trọng người tài, thực hiện việc thông thương giảm thuế để giúp người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Chúa thượng, có việc gì gấp vậy? Vừa rồi, trại quân bị lửa cháy, ta phải chạy qua cứu chữa. Xin chịu thất lễ, không được bồi tiếp đại sư. Người tự mình qua cứu ư? Phải, ta phải tự mình đến soi xét, quan quân mới tề tựu cứu chữa. Việc làm của chúa thượng thật có lòng nhân. Năm 1625, Alexander Roth đến Đàng Trong lần đầu tiên với vai trò truyền giáo, là một người đến từ xứ Ôn Đới. Thiên nhiên đa dạng của vùng nhiệt đới ở Đàng Trong đã vô cùng hấp dẫn ông. Với thói quen ghi chép của mình, ông đã có nhiều miêu tả chi tiết về diện mạo thiên nhiên của xứ Quảng thế kỷ 17. Tháng 10 năm Giáp Tý 1624, bề trên phái cha Matthew Matos đến thăm việc truyền giáo ở Đàng Trong. Cùng với năm bạn đồng sự người Âu, tôi hân hạnh là một người trong số đó. Chúng tôi khởi hành từ Macao và sau 19 ngày thì đến Đàng Trong. Tất cả đều hồ hởi hoạt động tốt. Tới rồi, tới Đàng Trong rồi. Hả? Ở đây, chúng tôi gặp giáo sĩ Bồ Đào Nha là Francisco de Pina, một người đã tới đây truyền giáo một thời gian và khá thông thạo về xứ này. Sao? Các ông thấy xứ này thế nào? Xứ nhiệt đới quả nhiên là xanh tươi, vạn vật lúc nào cũng bừng bừng sức sống. Có điều ở đây nắng nóng quá. Rồi các ông sẽ quen nhanh thôi. Đây là một nơi rất lý thú. Quen thuộc với nó rồi, chắc chắn các ông sẽ thích. Đàng Trong ở vào miền nhiệt đới, về phía nam Trung Quốc, bắt đầu từ vĩ tuyến 12 cho đến vĩ tuyến 18. Có tất cả 6 tỉnh. Mỗi tỉnh đều có quan cai trị và quan tòa riêng. Thành phố của chúa gọi là Kẻ Huế. Triều đình rất đẹp và có rất nhiều quan chức. Họ ăn vận lộng lẫy, nhưng điện đài không đồ sộ vì họ chỉ xây cất bằng gỗ. Tuy nhiên cũng rất tiện lợi và rất đẹp vì có cột chạm trổ rất tinh vi. Họ cũng rất giàu có vì có nhiều đất đai phì nhiêu với 24 con sông cung cấp nước. Cũng nhờ đó mà rất tiện việc đi lại bằng đường sông ngòi, tiện việc thông thương và hành trình. Ở đây cũng có nhiều mỏ vàng, nhiều hồ tiêu mà người tàu tới mua, nhiều tơ lụa đến nỗi còn dùng để đan lưới và bến dây thuyền. Đường cũng rất nhiều, giá nửa ký chỉ vào khoảng 2 xu. Mía cũng rất ngon và người ta thường ăn như chúng ta ăn táo. Ở khắp thế giới chỉ có Đàng Trong là có thứ cây danh tiếng gọi là trầm hương, gỗ thơm tuyệt diệu, dùng để bổ tim và chống hết các thứ nọc độc. Ở xứ này giá trầm như giá vàng. Cũng chỉ có Đàng Trong mới có thứ tổ yến người ta cho vào cháo và thịt, có một hương vị đặc biệt, thường là món ăn cao sang của các ông hoàng bà chúa, người ta tìm thấy trong mấy núi đá ven biển. Ngoài ở đó ra thì không ở đâu có. Nơi đây có một hệ sinh thái nhiệt đới với sự giàu có nguồn gỗ quý, cùng hoạt động thương mại tấp nập với người ngoại quốc. Quả nhiên, đúng như lời đồn, đây là một nơi hấp dẫn vô cùng đối với một người phương Tây như tôi. Những miêu tả chi tiết của Alexander Roth đã tái hiện bức tranh thiên nhiên và xã hội của Đàng Trong thời các chúa Nguyễn trị vì. Những tác phẩm ghi chép lại bước đường di chuyển của ông là nguồn tài liệu quý báu, thể hiện diện mạo xã hội, bối cảnh lịch sử và ngôn ngữ của người Việt thời bấy giờ. Dưới thời các chúa Nguyễn, thủy quân là lực lượng quân sự quan trọng bậc nhất. Khi Alexander Roth đến truyền giáo tại Đàng Trong, ông đã được chứng kiến những cuộc thao diễn trên sông của các chiến thuyền. Điều này đã khiến ông vô cùng bất ngờ và thán phục trước những chiến thuyền lộng lẫy của chính quyền Đàng Trong. Số dân ở Đàng Trong khá đông, tính tình hòa nhã. Tuy vậy, họ là những binh sĩ rất thiện nghệ. Họ có lòng sùng kính nhà vua. Thưa cha, sắp tới giờ quân đội của chúa Nguyễn thao diễn thủy quân rồi, chúng ta phải đi ngay thôi.
Phải rồi, chúng ta mau đi thôi. Vừa rồi chúng ta đã có dịp được vào phủ chúa tiếp kiến. Chúa đã dành cho chúng ta sự tiếp đãi nồng nhiệt nhất. Giờ ngài lại còn đưa chúng ta đi xem thủy quân thao diễn. Lại còn thao diễn suốt 3 ngày liền. Họ làm thế để làm gì nhỉ? Các bà chưa biết đó thôi. Chúa Nguyễn muốn cho người ngoại quốc quý chuộng nước Chúa và biết rằng sứ Đàng Trong không phải là một sứ man gì. Bằng cách đưa chúng ta đi xem quân đội thao diễn sao? Đúng vậy. Do sứ Đàng Trong có địa hình cắt xẻ, nhiều sông ngòi, cảng biển, nên việc đi lại chuyên chở chủ yếu bằng thuyền. Hơn nữa, trong thế cuộc chính trị căng thẳng, phải thường xuyên đương đầu với đảng ngoại, nên Chúa Nguyễn đã rất chú trọng phát triển lực lượng thủy quân rất mạnh. Ta nghe nói, ở đây thuyền chiến thì có 150 cỗ, đậu ở 3 cửa biển cơ đấy. Thật vậy sao? Cuộc thao diễn thứ nhất là một trận thủy chiến, 20 chiến thuyền thép vàng lớn nghìn kiểu trên sông. Chúa Nguyễn xuất hiện trong một thuyền rất lộng lẫy. Trong khi đó, hoàng tử cùng người em biểu diễn ở một cánh đồng rộng lớn gần đó. Cả hai cưỡi ngựa trang hoàng đẹp đẽ. Như vậy là chúng ta được dự cùng một lúc cả hai cuộc thao diễn trên đất và trên sông. Ngày thứ hai, Chúa cho chúng tôi xem một cuộc thao diễn khác. Tất cả có 15 chiến thuyền trên sông, có thuyền thép vàng, có thuyền sơn son màu lửa. Chúa ngự trên ngai đặt ở bờ sông. Có 2.000 binh sĩ hai bên, tất cả đều mặc nhung phục như nhau, cùng mang võ khí như nhau. Thuyền chiến thì cứ một cặp ba chiếc, thẳng hàng ngay lối, không để lọt một đốt ngón tay. Tiến lui đều đặn cả trong khúc vòng, cũng vậy, điều hòa rất mực. Ngày thứ ba, Chúa muốn cho chúng tôi thấy một nghi lễ Chúa cử hành để tôn thờ vong linh tiên tổ. Tất cả binh sĩ đều chỉnh tề túc trực, chừng 6.000. Tất cả đều vận nhung đỏ sẫm, mũ mạ vàng và súng mục khe bóng loáng. Các tướng lãnh chỉ huy đạo binh, ai nấy đều đứng trong hàng ngũ, như thể phải đi trận. Sao? Các người thấy thế nào? Thần không biết nói gì trước sự hùng dũng tráng lệ này à? Trước đây thần từng gặp những đoàn thuyền người Hà Lan. Họ vẫn tự coi là chúa biển mà còn phải tự nhận là đoàn thuyền của mình khó mà thắng nổi đoàn tàu lớn của sứ Đàng Trong. Lúc ấy thần rất sửng sốt, nay được chứng kiến tận mắt, thần còn sửng sốt hơn đấy ạ. Trước sự có mặt của những người ngoại quốc, Chúa Nguyễn đã phô diễn sức mạnh thủy quân bằng việc tổ chức những cuộc thao diễn bằng thuyền chiến lộng lẫy trên sông. Hành động này cho thấy chính quyền Đàng Trong luôn muốn khẳng định sự giàu mạnh về kinh tế và quân sự của mình trước sự chứng kiến của những người nước ngoài. Trong thời gian ở Đàng Trong, với lòng nhiệt tình rao giảng đức tin, Alexandros đã dành nhiều tâm huyết trong việc phiên âm tiếng Việt để đi truyền giáo. Với sự giúp đỡ của những vị giáo sĩ đã có mặt từ trước cùng với những người Việt bản địa, sau 6 tháng, Alexandros đã có thể nói tiếng Việt. Ở Đàng Trong, chúng tôi gặp cha Pina. Cha Pina đã đến đây được 7 năm và rất thông thạo tiếng xứ này. Tôi ngồi nghe cha Fernandez và cha Buzomi phải dùng thông ngôn để giảng. Chỉ có cha Pina là không cần thông ngôn vì nói rất thạo. Tôi nhận thấy bài cha Pina giảng có ích nhiều hơn bài các vị khác. Quả nhiên, dùng ngôn ngữ của chính người địa phương để giảng đạo cho họ bao giờ cũng hiệu quả và có sức hút lớn hơn. Tôi thường nghe cha Pina chỉ trích các giáo sĩ không nắm vững được ngôn ngữ địa phương để sao giảng phúc âm. Giờ thì tôi đã hiểu phần nào điều đó. Thưa cha, cha quả là rất thông thạo tiếng bản xứ. Đối với tôi, thu thật, vừa tới Đàng Trong và nghe dân xứ này nói, nhất là phụ nữ, tôi tưởng như nghe chim hót và tôi nghĩ không bao giờ có thể học được. Làm thế nào cha có thể học được thứ tiếng này vậy? Hết các tiếng của xứ này đều độc vận và chỉ phân biệt ý. Do nhiều giọng nói khác nhau, tôi nói ví dụ như chữ đại chẳng hạn, có tới 23 nghĩa hoàn toàn khác nhau. Do cách đọc khác nhau, vì thế khi nói thì như ca hát vậy. Căn cứ vào đó thì thấy học thứ ngôn ngữ này không phải là dễ. Đúng vậy. Tuy nhiên sứ mệnh đi giảng phúc âm vô cùng lớn lao, cha nên cố gắng học thêm ngôn ngữ xứ này để việc giảng đạo được hiệu quả. Tôi và một số người nữa đang phát triển cách ghi âm tiếng Việt bằng ký tự Latin để giúp việc học dễ dàng hơn. Thật vậy sao? Tôi sẽ sớm chia sẻ với cha về việc này. Ngoài ra, chỉ cần cha chuyên chú vào học, tôi sẽ giới thiệu cho cha một người thầy rất đặc biệt. Ai vậy?
Đây, thầy của cha đây. Cậu bé này sao? Không gì hiệu quả hơn bằng việc học tiếng với chính người bản xứ đâu. Quả đúng vậy, người giúp tôi đắc lực chính là cậu bé người xứ này. Trong 3 tuần lễ, cậu đã dạy cho tôi cách dấu khác nhau và cách đọc hết các tiếng. Con gà, con gà. Con gà. Cậu bé không hiểu tiếng tôi, mà tôi thì chưa biết tiếng cậu. Thế nhưng cậu có trí thông minh, biết những điều tôi muốn nói. Và thực tế, trong 3 tuần lễ, cậu đã học được chữ của chúng ta, học viết và học giúp lễ nữa. Từ đó, cậu đã làm thầy giảng giúp các cha. Điều này khiến tôi tận tụy học hỏi. Tuy vất vả, nhưng khó ít mà lợi nhiều. Tôi chuyên chú vào việc học, mỗi ngày một bài và siêng năng như khi xưa học khoa thần học ở Roma. Trong 6 tháng, tôi đã giảng được bằng ngôn ngữ đàng trong. Và cứ như thế, tôi tiếp tục học hỏi trong nhiều năm sau để trở nên thông thạo ngôn ngữ xứ này. Trong quá trình truyền giáo ở Việt Nam vào thế kỷ 17, các nhà truyền giáo phương Tây đã biết dùng chữ Latin ghi lại cách phát âm của tiếng Việt để giảng đạo cho giáo dân. Trong đó, Alexander Roth là người đã thừa hưởng hệ thống hóa hệ chữ này, từ đó ấn hành cuốn từ điển Việt Bồ Latin, cuốn từ điển tiếng Việt đầu tiên. Thưa cha, sách của cha đây à? Cha định làm gì với hai cuốn sách này? Nhiều năm qua, nhờ cha Pina và các giáo sĩ cùng người dân nơi đây chỉ dạy, ta đã có thể nói được tiếng Việt một cách thông thạo. Nay ta muốn thực hiện một quyển từ điển của dân tộc Annam. Quyển từ điển này sẽ giúp thông hiểu phương ngữ của người Annam, đồng thời để cho người Annam vừa làm quen với phương ngữ Rôm và Latin. Và đây, những cuốn sách từ những vị tiền bối sẽ giúp ta làm điều đó. Vậy là cha sẽ dựa vào tư liệu của những người đi trước để soạn riêng một bộ từ điển của riêng mình sao? Đúng vậy. Trước khi ta đến đàng trong, cha Pina là người đầu tiên dùng mẫu từ Latin ghi âm tiếng Việt. Cùng đó, các giáo sĩ đi trước cũng đã dày công ghi lại ngôn ngữ nước này bằng các ký từ Latin. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn còn tàn mạn, chưa có hệ thống. Nay ta muốn tận dụng công việc của các giáo sĩ khác cũng thuộc dòng tên, nhất là Gappa de Amaran và Antonio Barbosa. Nhưng tiếc rằng cả hai ông đều chết sớm. Ta kế thừa công việc của cả hai ông, viết ra cuốn từ điển mới, giúp quy phạm hóa, hệ thống hóa chữ viết, tạo cho nó một thể thức, một diện mạo để giúp người bản xứ đọc tiếng Latin. Cha có thể cho con xem được không? Đây, người hãy lại đây xem những chữ cái này. Ta đã sử dụng toàn bộ bảng chữ cái Latin, chữ F và Z, đồng thời sáng tạo thêm 4 chữ mới. Đó là B, D, Ư, Ơ. Năm 1651, tôi trở về châu Âu nhờ các vị ở Bộ Truyền giáo cho in một quyển từ điển tiếng đàng trong, Latin, tiếng Bồ, một cuốn ngữ pháp và một cuốn giáo lý. Đây, tôi xin giới thiệu với các ông 3 cuốn sách mới in của tôi. Xem ra ông đã dành nhiều tâm sức cho 3 cuốn sách này, đặc biệt là cuốn từ điển Việt Bồ Latin. Cuốn từ điển của ông có bao nhiêu từ vậy? Khoảng 9.000 mục từ Việt, cùng với hơn 10.000 từ khác dẫn ra trong các mục từ. Cuốn từ điển được biên soạn theo lối từ điển phương Tây của chúng ta. Các từ ngữ khó hiểu đều được giải thích tỉ mỉ kèm theo những ví dụ thuyết minh. Tôi cho rằng nó không chỉ mang tính chất đối chiếu, mà là một cuốn từ điển giải thích bằng tiếng Bồ và tiếng Latin nữa chứ. Đúng vậy. Từ diện mạo, ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng tiếng Việt hoặc những sự vật phong tục tập quán xứ Annam đều được ghi chép hoặc mô tả trong hàng trăm trang từ điển. Tôi cũng rất hy vọng cuốn từ điển của tôi sẽ góp phần mang phúc âm đến với nhiều người và sẽ được lưu truyền đến những đời sau. Sự ra đời của cuốn từ điển Việt Bồ Latin được coi là dấu mốc bắt đầu định hình chữ quốc ngữ. Việc sáng tạo ra chữ quốc ngữ là một quá trình lâu dài, ghi nhận công sức của một tập thể các tác giả. Trong đó, Alexander Roth đóng vai trò vô cùng lớn lao trong việc đặt nền móng cho sự phát triển của chữ quốc ngữ về sau. Năm 1687, chúa Nguyễn Phúc Chân lên kế nghiệp họ Nguyễn ở Đàng Trong, bây giờ gọi là chúa Nghĩa. Tháng 7, chúa lấy phủ Kim Long cũ làm miếu Thái Tông, rời dựng phủ mới sang Phú Xuân, tức kinh thành Huế hiện nay. Sự kiện này có ý nghĩa bước ngoặt trong sự sinh tồn và phát triển của Đàng Trong dưới thời các chúa Nguyễn. Năm 1637,
chúa Nguyễn Phúc Tần mất, thế tử Nguyễn Phúc Thái đã 39 tuổi nối ngôi chúa, được triều thần tôn làm tiết chế thủy bộ tư dinh kiêm tổng nội ngoại bình chương quân quốc trọng sự thái phó hoằng quốc công. Chúa thượng muôn tuổi. Các ái khanh hãy bình thân. Tạ ơn chúa thượng. Ta may mắn nối ngôi khi cơ nghiệp họ Nguyễn ngày một vững, nay tiếp nối tổ phụ đi trước, mong có thể để lại nền móng vững chắc cho đời sau. Tất cả tâm nguyện ấy có thực hiện được hay không, ta đều mong được các quần thần giúp sức. Chúng thần lúc nào cũng dốc sức dốc lòng vì chúa thượng. Việc trước tiên ta muốn làm khi nối ngôi là thực hiện việc rời đô về Phú Xuân. Theo như ý định từ đời trước, theo kế hoạch thì khoảng tháng 7 chúng ta có thể rời đô được rồi. Vừa rồi ta nghe các quan bẩm tấu, thấy nước sông ở thượng lưu chảy xói vào phía hữu, nên sai xây tháp ở bờ sông để trấn áp. Không biết tình hình hiện nay ra sao? Dạ bẩm, việc đắp tường thành, xây cung điện ở Phú Xuân về cơ bản đã hoàn thành. Hiện tại các quan đang đào hồ lớn, trồng hoa cỏ, cây cối, thể chế rất tráng lệ ạ. Bẩm chúa, việc triều đình ta cho chuyển phủ chính về phía hạ lưu 5 dặm, đặt trên đất Phú Xuân, quả thực là một việc vô cùng sáng suốt ạ. Vị trí trung tâm của Phú Xuân tạo bởi hai con sông Hương và Kim Long, nó không chỉ hài hòa về phong thủy mà còn hợp lý trong việc mở rộng quy mô đô thị và phát triển kinh tế nữa. Dạ, Phú Xuân không chỉ là vùng đất có phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp hài hòa, quan trọng hơn là đất ấy gần với thương cảng Thanh Hà Hội An, nơi có hoạt động thương mại diễn ra tấp nập. Hy vọng sau khi rời phủ, Phú Xuân sẽ trở thành đầu mối để điều tiết hoạt động kinh tế của đảng trong theo cả hai trục Bắc Nam và Đông Tây. Từ đó làm cho nền kinh tế trong toàn xứ có bước phát triển lớn, tạo cho đảng trong một diện mạo kinh tế thật phong phú và phồn thịnh ạ. Được, từ các thủ phủ với chính sách ngoại thương rộng mở, ta tin rằng với việc xây dựng một mô hình đô thị như Kim Long, Thanh Hà, Phú Xuân, Thanh Hà, Hội An có thể làm cho nền kinh tế hàng hóa trong toàn xứ có bước phát triển lớn, tạo cho đảng trong một diện mạo kinh tế thật phong phú và phồn thịnh. Đây chính là điều kiện để biến thủ phủ của đảng trong thành một đô thị sầm uất, khẳng định sự giàu mạnh và phồn thịnh của chính quyền ta. Chúa thượng sáng suốt ạ. Chúa thượng, người xem bên kia phong cảnh đẹp chưa kìa? Kinh thành nằm gần bờ sông Hương, thật là hữu tình quá. Trong thời gian cầm quyền 4 năm ngắn ngủi của mình, dấu ấn sâu đậm của chúa Nguyễn Phúc Chăn là rời thủ phủ đằng trong ra Phú Xuân, Huế năm 1687. Đây chính là thời kỳ đỉnh cao của Huế với một kiểu thức đô thị độc đáo và được coi là bước khởi đầu cho việc tạo dựng kinh đô của triều Nguyễn sau này. Nguyễn Phúc Chu, sinh năm 1675, mất năm 1725, là vị chúa Nguyễn thứ 6 của đảng trong. Ông nối ngôi cai trị từ năm 1691 đến năm 1725, được người đương thời gọi là quốc chúa. Ngay từ khi mới chào đời, xung quanh Nguyễn Phúc Chu đã có những điểm lạ báo hiệu về một vị minh vương có khả năng đưa đảng trong trở nên giàu mạnh. Này này, mau lên, mau đi xem điểm lạ, mau lên. Hả? Có chuyện gì thế? Ở phía tây nam, trên trời mở ra một lỗ to, lạ lùng lắm. Ta mang thai mà trời báo điểm lạ, phải chăng muốn báo hiệu con ta sau này sẽ trở thành một minh chúa? Các người có ngửi thấy mùi hương gì rất thơm không? Đúng vậy ạ. Có một mùi hương rất thơm, không giống một loài hoa nào. Chúa thượng, người xem kìa, cả căn nhà sáng rực lên rồi. Điềm lành, chắc chắn là nàng ấy đã sinh được thế tử rồi. Phụ vương, từ ngày có cháu nội, phụ vương vui vẻ hơn thì phải. Sao không vui cho được? Năm ngoái, lúc con đang mang thai, ở phương Tây Nam trên trời mở ra một lỗ, có mây sắc vận quanh. Ở giữa một luồng ánh sáng rực trời chiếu thẳng vào nơi con ở. Ta cho hỏi các thức giả thì ai nấy đều cho là điểm thánh. Đến khi nàng lâm bồn, cả cung phủ sáng rực, ngát hương thơm.
Chắc chắn đứa con này sẽ mang lại những điều tốt đẹp nhất cho hoàng tộc của chúng ta. Nếu đúng như vậy thì tốt quá ạ. Con sẽ nuôi dạy con trai con thật tốt. Đúng vậy, cháu nội ta lớn lên nhất định phải văn võ toàn tài, giỏi giang hơn người. Đúng như mong mỏi của cha và ông, cậu bé Nguyễn Phúc Chu lớn lên tư chất thông minh, văn võ song toàn. Ta vâng theo mối trước, vẫn mong sao nối theo được chí, làm theo được việc. Con này kế nghiệp nên nói công đức của tổ tông, cầu hiền đại sĩ, yêu dân thương quân. Đừng tin lời nói dèm pha, đừng bỏ những người ngay thẳng để xây dựng nghiệp lớn, đó là điều đại hiếu. Xin phụ vương hãy yên tâm, con nhất định không phụ sự mong mỏi của người. Mùa xuân năm 1691, chúa Nguyễn Phúc Chân ốm nặng không qua khỏi. Chúa Nguyễn Phúc Chu nối ngôi năm 17 tuổi. Trong buổi lễ lên ngôi, chúa hướng về đài kính thiên mà lạy. Ngày hôm ấy, trời trong mây sáng, người ta đều cho là cảnh tượng thái bình. Chúa lấy hiệu là Thiên Túng Đạo Nhân, cho giảm một nửa thuế ruộng trong năm đó, trăm họ không ai không vui mừng. Thiền sư Thích Đại Sán, sinh năm 1633, mất năm 1704. Ông là một cao tăng của Trung Hoa, học rộng tao nhã, uyên bác phi thường. Năm Mất Hợi 1695, Thiền sư Thích Đại Sán tới Phú Xuân theo lời mời của chúa Nguyễn Phúc Chu. Trong chuyến đi này, thiền sư đã ghi chép lại khách quan, trung thực những điều tai nghe mắt thấy tại Đại Việt trong cuốn Hải Ngoại Kỳ Sự. Không biết vì đại sự gì mà sư phụ phải vất vả từ Trung Hoa sang phương Nam. A-di-đà Phật, bần tăng đã được chúa Nguyễn gửi thư mời sang nhiều lần, cảm động vì lòng thành của chúa thượng, nên bần tăng đến đây trước là để đàm đạo kinh sử với ông ấy, sau là muốn truyền bá đạo Phật cho người dân. Nơi đây đường bộ gập ghềnh, việc di chuyển thật khó khăn. Đúng vậy, vùng đất này có một dãy núi tên gọi là Trường Sơn, trải dài ở phía tây. Còn ở phía đông có một đường bờ biển chạy dọc, trải dọc trên khắp đàng trong là các con sông chảy theo hướng tây đông, cùng với hệ thống các đèo từ bắc xuống nam đã chia cắt các vùng biển với nhau. Nơi này có địa hình thật phức tạp. Đường bộ giữa các phủ bị núi cao ngăn trở, trèo qua rất khó. Từ phủ này sang phủ khác phải đi qua các khu rừng có nhiều thú dữ, nên việc đi từ nơi này sang nơi khác đều dùng đường thủy. Tại sao ta không đi thuyền theo ven bờ mà phải ra biển làm gì cho xa? Thưa đại sư, vì ở đây hướng gió rất khó đoán, đi gần bờ thuyền dễ bị gió thổi vào các bãi đá ngầm. Xin cảm ơn tiên sinh đã chỉ giáo. Đêm đã khuya mà sư phụ vẫn chưa đi nghỉ ạ. Ta đang ghi chép lại địa lý vùng đất đằng trong vào cuốn Hải Ngoại Kỳ Sự, để sau này giúp tăng ni sang đây truyền đạo có thêm thông tin. Ngươi đi nghỉ trước đi. Dạ, thưa đại sư. Mau thu buồm lại, nhanh lên. Sư phụ đừng lo, chỉ là một cơn mưa bất thường chứ không phải bão đâu. A-di-đà Phật. Thời tiết nơi đây thỉnh thoảng vẫn có những cơn mưa bất chợt như đêm qua. A-di-đà Phật, thời tiết phương Nam quả thật là khó đoán. Đúng vậy, tôi buôn bán ở đây đã lâu, nhưng nhiều khi vẫn gặp những tình huống bất ngờ như hôm qua vậy. Không gian địa lý đằng trong được sự ưu ái đặc biệt của thiên nhiên. Những dòng sông của xứ Thuận Quảng khởi nguồn từ phía Tây và đổ ra cảng biển ở miền đồng bằng như những chiếc cầu kết nối các vùng của đằng trong lại với nhau. Có thể nói, núi và biển là hai yếu tố quan trọng tạo nên đặc tính văn hóa và kinh tế của vùng đất này. Trên hành trình đến đàng trong của mình, Thiền sư Thích Đại Sán đã ghi lại không gian địa lý, khí hậu và tình hình kinh tế dưới thời chúa Nguyễn Phúc Chu trong cuốn Hải Ngoại Kỳ Sự. Nhà sư Thích Đại Sán cũng vô cùng cảm kích trước tấm lòng mến khách của chúa Nguyễn và con người đàng trong. Ai thấy núi trước thưởng tiền một quan.
Hay lắm. Chắc người nhìn thấy núi trước sẽ là A-ban. Đúng vậy, ngoài anh ta ra thì có thể là ai chứ? Kia kìa, thấy núi rồi, tôi thấy núi rồi. Tôi thấy rồi. Thấy rồi, tôi cũng thấy rồi. Bây giờ đã sắp vào cửa biển, nhưng những nhà buôn muốn vào cửa Hội An trước để bán hàng, còn các hòa thượng lại muốn vào cửa Thuận Hóa trước để sớm yết kiến Chúa Thượng. Không biết ý đại sư thế nào? Này xem gió xuôi hướng nào, xuôi Hội An thì vào Hội An, xuôi Thuận Hóa thì vào Thuận Hóa, không cần phải lựa chọn chi tiết. Hướng gió đang thổi vào Thuận Hóa. A-di-đà Phật, vậy ta cứ vào Thuận Hóa. Hãy cho nổ mấy tiếng pháo lớn để ra hiệu cho trong bờ biết có tàu đến, rồi cho thả thuyền nhỏ đến nhà thu thuế báo tin. Xin đại sư cho người đi cùng với thủy thủ đến nhà thu thuế để họ biết người đã đến. Cảm ơn tiên sinh, tôi sẽ cử hai tăng nhân vào cùng. Xin mời sư phụ sang thuyền. Chúa Thượng đã phái người chờ đón sư phụ ở bờ biển. Được rồi. Chúa Thượng bận quốc chính, chưa thể đón xa, nên biện chút lễ mọn, khiến chúng tôi kính rước. Người sẽ ra ngoài đô môn vài dặm để mừng đón đạo giá. Xin đại sư lượng tình nhận lễ cho. A-di-đà Phật, lão nạp xin cảm ơn tấm thịnh tình của Chúa Thượng. Trước sự đón tiếp thịnh tình của Chúa Nguyễn Phúc Chu, Thiền sư Thích Đại Sán đã dành nhiều lời ca tụng về văn hóa ứng xử của con người đàng trong ở tác phẩm Hải Ngoại Kỳ Sự. Hành trình tới đàng trong của Thiền sư Thích Đại Sán sẽ diễn ra như thế nào? Năm Mất Hợi 1695, sau một hành trình đi đường dài trên biển, cuối cùng nhà sư Thích Đại Sán đã đến được Thuận Hóa diện kiến Chúa Nguyễn Phúc Chu. Hai người đã có cuộc gặp gỡ thân mật, cùng nhau đàm đạo kinh sử và các vấn đề kinh bang tế thế. Thưa sư phụ, đã đến nơi rồi, mời người lên bờ. A-di-đà Phật, cảm ơn đại nhân. Hãy cho người cáng võng sư phụ đến dinh Chúa Thượng. Chúa Thượng trông đợi sư phụ đã lâu, suốt đêm qua ngài trằn trọc không yên, chỉ mong trời mau sáng để sớm được gặp cao tăng. A-di-đà Phật, bần tăng xin cảm ơn thỉnh tình của Chúa Thượng. Vậy ngài có thể theo tôi diện kiến Chúa Thượng ngay bây giờ được không? A-di-đà Phật, xin theo lời đại nhân. Đại sư từ Trung Hoa xa xôi đến đây, thật khiến ta cảm kích vô cùng. Xin mời đại sư vào trong. A-di-đà Phật, cảm ơn Chúa Thượng. A-di-đà Phật, Chúa Thượng thật đúng là người chẳng quên nghiệp cũ. Ta hâm mộ đạo hạnh của đại sư đã mấy năm nay. Nay may mắn người chẳng vì cớ xa xôi khước từ. Xin đại sư bảo cho ta biết đường chính để noi theo. Đạo trị nước, cốt là phải an dân. Đạo chỉ có một, nhưng địa vị mỗi người mỗi khác.
nếu kẻ cai trị quốc gia bỏ tất cả pháp lệnh kỷ cương để cưỡng cầu thanh tịnh, ấy là chẳng biết thanh tịnh vậy. Xin Chúa Thượng đừng tham cầu dục vọng, thì Ngài có xử trí muôn việc cũng sẽ không mệt mỏi. Bởi thế, nước trị dân an. Ngày nay ta mới được nghe những điều chưa từng nghe. Chỉ tiếc những điều đại sư nói đều là lý luận sâu xa, chỉ trong một lát chưa thể hiểu hết ý. Đó là điều mà ta thấy tiếc. A-di-đà Phật. Đại sư đi đường đã mệt mỏi, xin mời đi nghỉ sớm. A-di-đà Phật. Cảm ơn Chúa Thượng. Sư phụ thấy vị Chúa Đàng Trong là người như thế nào ạ? Quả là người có tướng mạo phi phàm, dung mạo đoan chính, thông minh, cốt cách độ lượng, khoan hòa. Người dân nơi đây thật là có phúc khi có một vị Chúa như vậy. Nhà sư Thích Đại Sán rất cảm phục trước cách ứng xử lịch thiệp và sự tiếp đón nồng nhiệt của Chúa Nguyễn Phúc Chu. Trong cuộc đàm đạo, ông đã nhiệt tình bàn với Chúa Nguyễn về những giá trị cốt lõi trong đường lối cai trị của một vị minh vương qua việc vận dụng những giá trị đạo đức của Phật giáo để phát triển đất nước. Qua các buổi đàm đạo trao đổi về cách đối nhân xử thế, nhà sư Thích Đại Sán đã hiểu và cảm phục trước lòng ngộ đạo thành kính của Chúa Nguyễn Phúc Chu với đạo Phật. Tấm lòng của vị quốc chúa khiến ông vô cùng nể trọng và sắp hết sức phổ độ đạo Phật tại vùng đất Đàng Trong. Ta ngồi ở ngôi cao, nhưng ngày đêm lo cho trăm họ, mong muốn làm cho dân giàu, nước mạnh, dân chúng không phải chịu cảnh lầm than. Ta lấy việc thương dân, yêu quân làm trọng, kính người hiền, trọng người tài, thực hiện việc thông thương giảm thuế để giúp người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. A-di-đà Phật, Chúa Thượng quả là có tài của bậc vương giả. Chỉ cần Ngài chủ tâm làm tốt những điều vừa nói thì thật là hồng phúc của muôn dân. Thưa Chúa Thượng, dân chúng phạm pháp, phần nhiều vì họ còn chưa hiểu rõ các điều luật. Khi xử nên khoan hồng đại lượng cho họ có cơ hội sửa, không nên dùng những hình phạt hà khắc. Đại sư nói rất đúng. Thưa, trong mùa gặt hái hay nông vụ, xin Chúa Thượng đừng bắt sâu, bắt lính, gây chiến tranh, thì dân chúng mới có cuộc sống no ấm. Những điều đại sư dạy thật hợp tình, hợp lý. Ta sẽ gắng sức làm theo. Chúa Thượng, có việc gì gấp vậy? Vừa rồi, trại quân bị lửa cháy, ta phải chạy qua cứu chữa. Xin chịu thất lễ, không được bồi tiếp đại sư. Người tự mình qua cứu ư? Phải, ta phải tự mình đến soi xét, quan quân mới tề tựu cứu chữa. Việc làm của Chúa Thượng thật có lòng nhân. Nhưng ngài trên có trọng trách tông miếu xã tắc, dưới có quan hệ với sự an ninh của trăm họ muôn dân, không nên khinh thân vào nơi nước sôi lửa bỏng. Phải, nhưng biết làm thế nào? Năm nào cũng có hỏa hoạn, mỗi lần cháy lan hàng mấy dặm. Nếu ta chẳng đi cứu thì nhà dân sẽ ra cho hết. Chúa Thượng nên đặt làm một thứ lệnh tiễn: gặp lúc trong nước có việc gấp, người hãy sai nội gián cùng quan quân cầm lệnh tiễn đến. Lệnh đến cũng như Chúa Thượng vậy. Lệnh đến, nếu có người nào không theo, lập tức trị tội chẳng tha. Như thế không có gì hại cả. Mấy ngày nay được nghe những chính kiến vì nước vì dân của đại sư, từng điều thật rõ ràng. Ta sẽ cho yết lên triều môn, vĩnh viễn cùng thần dân noi giữ. Tấm lòng nhân đức của minh vương Nguyễn Phúc Chu có hành động tự mình trực tiếp chỉ đạo việc chữa cháy đã khiến nhà sư Thích Đại Sán rất cảm động. Chúa đã không màng đến sự an nguy của bản thân mà đặt sự an nguy của người dân lên hàng đầu. Đức độ của vị Chúa thứ sáu Đàng Trong đã khiến nhà sư Thích Đại Sán vô cùng nể trọng và sắp hết sức truyền bá đạo Phật tại nơi đây. Trong thời gian ở Đàng Trong, nhà sư Thích Đại Sán đã được minh vương Nguyễn Phúc Chu tiếp đón chu đáo, tận tâm. Chúa Nguyễn Phúc Chu rất trọng dụng ông, thường xuyên cùng ông đàm đạo về đạo Phật và các chính sách khoan hòa, nhân ái giúp ổn định và phát triển cuộc sống của người dân Đàng Trong.
các bài thơ của đại sư gửi sang, ta đều đã xem rồi. Lời thơ mộc mạc, ý tứ sâu xa, thật là tuyệt tác. Chúa thượng quá lời rồi. Từ hôm đến đây, đại sư thấy có gì chưa được vừa ý không? Từ ngày lão nạp đến đây, được chúa thượng tiếp đãi vô cùng trọng hậu. Duy chỉ có chỗ ở hiện nay thì hơi chật, nên lão nạp cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Được rồi, ngày mai ta sẽ cho người khởi cất một phương trượng mới để đại sư ở. A-di-đà Phật, tạ ơn chúa thượng. Có chuyện gì vậy? Thưa sư phụ, từ canh ba đã có rất nhiều người mang các đồ đến. Hôm qua, chúa thượng có nói sẽ xây một phương trượng mới để ta ở. Có lẽ hôm nay họ bắt đầu đến làm. Chắc cũng phải vài ba tháng nữa họ mới làm xong. Xin đại sư thứ lỗi, chúng tôi xây dựng đã làm phiền đến giấc ngủ của đại sư. Đại sư yên tâm, chỉ ba ngày sau là đại sư sẽ có một phương trượng mới để nghỉ ngơi. Ba ngày sau. A-di-đà Phật, xin cho tôi chuyển lời tạ ơn đến chúa thượng. Đại sư có thấy hài lòng với phương trượng chúng tôi mới xây không ạ? A-di-đà Phật, chỉ trong 3 ngày, các vị đã cất xong một tòa phương trượng tráng lệ thế này. Lão nạp vô cùng cảm kích. Đằng sau tòa phương trượng này, chúng tôi cũng đã dựng xong một nhà hậu liêu. Mời đại sư đi xem. Không cần phải đi, chắc chắn nhà hậu liêu đó cũng được các ngài xây khéo như ở đây. Xin cho bần tăng gửi lời tạ ơn đến chúa thượng. Thưa vâng. Mấy ngày này tôi quan sát, thấy trong đám thợ xây dựng có rất nhiều binh lính, thật là một điều hiếm thấy. Ở nước tôi, trăm thứ thợ đều do quân lính làm. Mỗi năm vào khoảng tháng 3, tháng 4 là dịp trai tráng ở các làng tham gia tuyển lính. Khi tuyển xong quân thì cho mỗi người mới được tuyển vừa luyện võ vừa học thành thạo một nghề. Sau đó phân họ đi theo các chiến thuyền để luyện tập. Khi trong nước có giặc thì theo tướng đi đánh dẹp. Nước ngài thật biết cách dùng người. Nhà sư Thích Đại Sán vô cùng cảm kích trước tấm lòng mến khách của chúa Nguyễn. Sau khi chứng kiến việc một tòa phương trượng 5 gian chỉ được xây dựng trong 3 ngày, ông vô cùng ngỡ ngàng và cảm phục xã hội ổn định cùng quân đội được tổ chức quy củ nghiêm minh của chính quyền đàng trong.